xin chào các bạn, Đăng Anh vừa mới đi du lịch về nè. Nhưng mà hôm nay mình được giao một con máy, cho nên là Đăng Anh sẽ làm cái clip này và trên tay nhanh cho các bạn con máy này. Và con máy này là một con máy rất là đặc biệt, để Đăng Anh lấy ra cho các bạn xem. Ta-da! Đó chính là chiếc điện thoại Vivo V17 Pro cùng với chiếc hộp của nó. Hãy cùng Đăng Anh xem đến cuối video clip để xem chiếc điện thoại này có gì đặc biệt nha. Bởi vì nó sắp được ra mắt chính thức rồi các bạn ạ. Đầu tiên thì trong lần ra mắt lần này của Vivo V17 Pro kèm theo chiếc hộp thì chúng ta đã thấy hình ảnh của anh Noo Phước Thịnh, và đây thì rất là thích Noo Phước Thịnh. Nhưng mà thôi, tạm gác anh Noo Phước Thịnh lại một bên, chúng ta sẽ đến với phần màn hình của máy. Thì màn hình của máy có kích cỡ là 6.44 inch, độ phân giải là Full HD+. Tuy nhiên thì cái mà đàn anh ấn tượng chính là khi mà xoay ngang màn hình như thế này để xem phim hay là xem YouTube và phóng to cái video ra tràn cảnh á, thì với cái màn hình full view này mang lại cho đàn một cảm giác rất là đã, và cảm giác như là cái bề ngang của màn hình nó dài ra hơn nên không gian khi mà xem rất là thích và rộng luôn. Thì tiếp theo đang nói về phần màn hình thì cũng sẽ nói luôn về giao diện FinTouch OS 9.1 lần này, bởi vì giao diện là cái thứ mà khi vừa mở màn hình lên sẽ đập vào mắt chúng ta. Lần này thì FinTouch OS 9.1 mang lại những cái icon giao diện khá là trực quan, dễ tìm và dễ sử dụng. Tiếp theo thì sẽ là về vật thiết kế của máy. Thiết kế của máy thì đang anh cảm giác đầu tiên là cảm giác cầm rất là vừa tay, không có bị quá nặng và cũng rất là chắc chắn, mặc dù chỉ là bằng nhựa thôi. Tuy nhiên thì với cái phiên bản màu sắc lần này thì mình thề luôn là nó đẹp vãi các bạn ạ. Thứ nhất là với cái style màu sắc là holographic giống như lần ra mắt trước đây của Huawei P30 Pro với phiên bản crystal á, thì cùng với một cái style màu là crystal nhưng mà mình cảm thấy lần này Vivo V17 lại làm đẹp hơn, và nó sẽ là phiên màu sắc là phiên bản crystal white. Với cái phiên bản lần này thì mình cảm thấy nó giống như một cái hồ nước vậy các bạn. Thì với cái cụm camera 4 ống kính được đặt dọc như thế này thì trông nó sẽ hài hòa hơn khi mà so sánh với lại mặt lưng sau của Huawei P30 Pro khi mà bị đặt lệch một phía. Tiếp theo thì tổng thể máy về mặt trước, mặt sau đều rất là hài hòa, cạnh viền bezel thì cũng không quá dày cho nên tạo cảm giác đây là một chiếc máy rất sang trọng, thời thượng, tinh tế và sexy, rất là phù hợp với các bạn nữ. Một điểm làm cho Đăng Anh ấn tượng tiếp nữa về chiếc Vivo V17 Pro trong lần ra mắt lần này đó chính là về camera của nó. Cả camera trước hay sau gì thì nhìn cũng rất là hầm hố các bạn. Đằng sau thì chúng ta sẽ có ống kính 4 camera được đặt dọc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có camera selfie đã được đưa vào phần thọ thuật và là camera selfie kép luôn. Vậy cho nên là khi kiểu chỉ cần đưa máy lên như thế này và mở chế độ selfie thôi thì cái ống kính camera đã được lồi ra rồi, nhìn rất là xịn sò và ngầu khi nhìn từ phía của người khác. Vậy cho nên là mình nghĩ ngoài những cái chức năng chính ra thì chiếc điện thoại Vivo V17 Pro này còn đóng vai trò là để làm màu cho những bạn nữ, cụ thể là mình. Nếu như mình sở hữu con máy này thì mình sẽ rất là thích luôn lấy nó ra để làm màu. Và camera sau của máy là 48.8 và 20 megapixel cộng với một ống kính TOF. Về chất ảnh thì mình cảm thấy là selfie hơi bị hạt và có độ tương phản cao, đang anh nhìn không thích mắt lắm. Nhưng mà nếu bạn thích kiểu màu hơi đậm đủ làm đẹp nhẹ để up Facebook thì không sao nha. Xóa phông selfie thì hơi tầm thường, tuy có hẳn chế độ chỉnh mờ bằng tay luôn nhưng mà xóa ở nhiều góc hơi bị lỗi, nhận diện vùng xóa chưa được tốt và bị lẹm. Nhưng mình đánh giá cao màu sắc tươi tắn và khá rực mà Vivo V17 Pro mang lại. Có cả selfie góc siêu rộng nữa để tha hồ chụp nhóm, khi phải cầm máy thì kết hợp với chế độ làm gọn mặt thì các bạn không phải sợ gì nữa cả. Cam sâu thì lấy nét khá là tốt nè, bắt nét khá là nhanh, màu sắc tái tạo chân thực, không bị sai màu quá nhiều, là mờ chủ động, chỉnh tay tùy chọn nên là trong lúc chụp xóa phông cảm thấy rất là tốt. Và tính năng cam thì có rất là nhiều thứ hay ho để các bạn có thể nghịch ngợm và tò mò nó. Ví dụ như là chế độ AI, nè, AR, các nguồn sưu tập tạo dáng cho đến HDR chụp đêm và chụp chuyên nghiệp luôn. Tiếp theo thì sẽ là về phần cấu hình. Khi mà đã là một con máy đẹp rồi thì với một đứa con gái như mình thực sự là mình sẽ không có đặt quá nhiều yêu cầu gắt gao so với cấu hình đâu, bởi vì cơ bản con gái mà thì không có chơi game quá là nặng là một, không có leo rank nhiều. Cơ bản thì mình cũng chỉ là chơi một vài tựa game nhẹ nhẹ để giải trí rồi sau đó bật vài một cái app lên và đa nhiệm cho cùng một lúc, như vậy thì đã quá đủ rồi. Cho nên là với con chip Snapdragon 675, điểm AnTuTu mà mình chấm được là 178.250 với 81.000 điểm CPU và 36.000 điểm GPU, và phiên bản RAM 8GB 128GB bộ nhớ trong lần này, mình có chơi thử một vài tựa game, nhảy vào thoát ra liên tục, chuyển game, xem YouTube, đọc báo các thứ trong cùng một lúc thì cảm giác chưa hề có giật lag gì. Thì với một đứa con gái như mình như vậy đã là quá đủ. Và máy còn có thêm một cái chế độ siêu trò chơi sẵn để có thể tối ưu game tốt hơn để tránh bị làm phiền trong lúc chơi game. Và cuối cùng sẽ là viên pin của máy, với dung lượng pin là 4100 mAh thì đang anh nghĩ là nó sẽ khá là nhiều và đủ dùng cho một ngày dài năng động. Nếu như các bạn chỉ đa nhiệm liên tục, có thể lâu lâu nghe nhạc và không bật 4G quá là nhiều, 24/24 á, thì mình nghĩ là nó sẽ xài được tầm 1.5 ngày. Thì đi kèm với một viên pin khá là nhiều như vậy, chúng ta còn được
hỗ trợ sạc nhanh nữa là công nghệ Dual Engine Fast Charging 18W. Và vừa rồi chính là chiếc điện thoại Vivo V17 Pro mà chúng ta đã cùng nhau trên tay. Vậy thì anh em suy nghĩ gì về chiếc máy này? Và với cái phiên bản màu sắc này thì Đăng Anh cảm thấy cực kỳ đánh giá cao. Hãy để lại suy nghĩ của anh em ở phía dưới và comment cho Đăng Anh biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và đừng quên là nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh YouTube Điện Thoại Vui TV đó. Bye bye! Xin chào 85.000 anh em của kênh YouTube Điện Thoại Vui TV. Và chúng ta chỉ còn khoảng 15.000 anh em nữa thôi thì Điện Thoại Vui TV sẽ được 100.000 được đăng ký và chúng ta sẽ nhận được nút bạc. Vậy cho nên là anh em nào đang có bạn bè, anh chị em, dì chú bác ở nhà mà có đam mê công nghệ thì hãy kêu gọi họ hãy cùng subscribe kênh YouTube Điện Thoại Vui TV để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn qua những video clip công nghệ và cập nhật thông tin công nghệ nhiều hơn. Vậy cho nên là hãy bấm nút subscribe đi. Bấm đi các bạn ơi. 100.000. Và nếu như mà Điện Thoại Vui TV được 100.000 subscriber thì khi đó chúng ta sẽ có nút bạc đúng không? Và lúc đó thì Đăng Anh hứa với các bạn thì chúng ta sẽ có một video clip unbox nút bạc. Và trong video clip đó sẽ giveaway một con điện thoại bí mật cho các bạn. Vậy cho nên là rất là hứng thú đúng không? Tóm lại là các bạn hãy subscribe kênh YouTube Điện Thoại Vui TV nha.